Xin chào bạn, hôm nay bên mình lại tiếp tục về hàng, đó là cái ngành chuyển của Ringer, đó là Ringer EFG FX Pro. Đây là một con ngành chuyển đắt nhất của hãng Ringer. Dành cho những bạn nào chưa biết á, thì Ringer đó là hãng làm những con ngành chuyển đắt, ngon và chất lượng nhất thế giới. Và đây là một cái phiên bản khá là đắt tiền so với một con ngành chuyển. Đây, Ringer EFG FX Pro dành cho những bạn mà sử dụng body máy ảnh Fujifilm GFX mà muốn sử dụng các ống kính Canon EF hoặc là EFS. Đây, mình sẽ cho các bạn xem về con ngành chuyển này nhé. Thì với các ngành chuyển của Ringer hay là của Tết Giạc á, thì bên mình cũng đều có những con ngành chuyển mà đắt nhất hiện tại thì bên mình đều có hết. Đây, Tết Giạc thì bên mình vừa quay clip xong. Đây, Tết Giạc LM-EA9. Đây là một con ngành chuyển biến lens MF thành lens AF nha các bạn. Mình đã làm một video clip về nó rồi, nên đây thì mình sẽ không nói tiếp nữa. Đây là nhân vật chính của chúng ta, Ringer. Rất là to. Tại vì Fujifilm GFX là một máy medium format mà, nên cái ngành chuyển thì nó cũng sẽ to hơn. Với Ringer này á, thì hãng sẽ làm rất là nhiều cái ngành chuyển, ví dụ như là từ Canon EF mà muốn sử dụng cho các body máy ảnh như ví dụ như là Sony nè, Fujifilm nè, Nikon Z nè, rất là nhiều ha. Nhưng mà giá thành của nó khá là cao so với mặt bằng chung, tại vì nó là thuộc hàng tốt nhất thế giới rồi, nên không có con ngành chuyển nào qua được cái Ringer này đâu. Vì mình không có máy ảnh GFX nên mình cũng không thể nào test cho các bạn xem được. Ở đây chỉ là một video trên tay nhanh về sản phẩm, giới thiệu cho các bạn biết là bên mình có bán, có nhận order những sản phẩm của Ringer như thế này. Và bên mình nói chung là cứ vài tuần là về hàng, luôn luôn là lô hàng mới cho các bạn nhé. Và tất nhiên sẽ có bảo hành 12 tháng cho các bạn luôn, nên các bạn cứ yên tâm, thoải mái mua. Ngoài ra bên mình còn có hỗ trợ trả góp luôn nhé. Rồi, nếu mà các bạn nào cần thêm thông tin gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp với bên mình qua số điện thoại này, hoặc là fanpage bên mình sẽ để ở đây nhé. Link fanpage bên mình á, mình cũng sẽ để ở bên dưới luôn. Thì mình sẽ để ở phần dưới comment hoặc là phần mô tả của video clip này. Rồi, xin chào các bạn.